Hi, xin chào anh em đã quay trở lại với channel T Game. Ok, anh em chúng ta lại gặp nhau ở cái mùa vượt thời đại rồi. Chúc những điều tốt đẹp nhất sẽ luôn đến với anh em nha. Ok, hôm nay thì sẽ là một cái video mà tiếp tục với chương trình hên xui trong game anh em à. Đây, và nó hên xui như thế nào thì anh em cùng nhau theo dõi video này nha. Vừa rồi đó, thì cái update, cái phiên bản mới á, thì nó cho anh em mình ở cái chuyển 6 anh em à, là 1.000. 1.000 cái chiến lệnh đó, và chúng ta có thể đổi thưởng ở trong cái shop chiến lệnh này anh em à. Đấy, mình không biết là chuyển 5 bao nhiêu, nhưng mà mình hiện tại mình có hai gạch chuyển 6 thôi, thì nó cho được 1.000 anh em à, 1.000 cái chiến lệnh này, và mình sẽ đổi pháo anh em. Thực sự ở trong đây thì mình có nhiều thứ để mình đổi, cũng khá hấp dẫn lắm đấy, nhưng mà mình méo thích anh em. Mình lại thích chơi cái trò kiểu hên xui hơn đó anh em, hiểu không? Mình không có đổi mấy phù văn đỏ nào này nọ, méo đổi anh em. Bây giờ mình đổi pháo chơi nè, đổi pháo là đốt pháo ăn mừng chơi nè, đó. Cho gùm ben trồm sớm chơi anh em. Bây giờ mình sẽ đổi ở gạt này 20 quả, rồi xong mình qua cái gạt kia mình đổi 20 quả nữa, xem thử coi tỷ lệ nó sẽ như thế nào anh em. Xem thử coi đỏ hay đen nha. Đấy. Rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu mình mở anh em. Mấy cái pha này khá gung tay anh em. Ok, một cái đầu tiên tất quất anh em à, không được ngon cơm cho lắm. Rồi cái thứ hai đi luôn rồi, cái thứ ba mất xác anh em à. Chủ yếu là mình lấy lông với lửa, lông với lửa ở trong đây thôi. Một cơ bộ cơ hội khó đến anh em à. Được một lông nha, một lông nha anh em. Vẫn còn bốn cơ hội ở cái 10 viên pháo này. Hơi bị thốn anh em. được một cái cộng lông thôi, một sợi lông duy nhất. Sợi lông này không bán được anh em à, không bán được nha. Hiện tại nãy mình đánh boss mình lượm được một con nè, một cộng chứ, một cộng lông, và bây giờ thêm một cộng nữa, cộng này không bán được anh em à. Đây, mình sẽ mở tiếp tục nè, ra bạn viên lửa rồi hấp dẫn rồi chứ. Rồi, từ khi update xong hình như nó lắc lắc hay sao anh em à, hơi bị lắc á, lắc lắc cái kiểu gì á, hơi bị khó chịu á. Đấy, đù thêm được một sợi nữa anh em à. Tham ngàn thì ra là nó chỉ cho lông thôi anh em à, nó không cho lửa. Nhưng mà mấy pha này tỷ lệ mà ghép xịt hơi bị nhiều anh em, chơi cũng đùa nhau lắm. Đấy, còn một cơ hội duy nhất nè. Than đưa được cái gói gì đây, gói trang bị chắc việc. Ui, cái này thì mở ra được món hoàn hảo à, con mẹ nó. Ok, bây giờ mình sẽ mở cái này luôn cho anh em xem đó, được một món vậy đó. Được hai gương. Ok, vậy là mình được hai cộng lông anh em à, mình được hai cộng lông mở gạt này, hai cộng lông, với lại hồi sớm mình đập boss được một cộng nữa, là ba cộng. Ok, bây giờ mình chuyển qua cái gạt kia nha, gạt nhỏ hơn của mình, để mình xem thử coi là tỷ lệ nó sẽ như thế nào anh em. Ok, ok, tiếp tục với cái trò chơi hên xui anh em à. Bên đây thì mình cũng có 20 viên y chang như vậy, 20 viên pháo anh em có thể thấy y chang vậy anh em à. Lông vũ với lại lửa đại bàng đây. Đấy, khá là hấp dẫn đúng không? Nhưng mà không biết bình ạc này nó sẽ hên xui như thế nào anh em. Bây giờ mở thử nè. Đấy, một phát đầu tiên là thấy ăn hành rồi. Phát thứ hai nè, phát thứ ba nè, thứ tư nè, thứ năm nè. Ây, có vẻ 10 viên nè, hơi bị gắt anh em. Thường thường hai cái cuối nó hay ra lông với lửa này, lắm anh em. Thử nha. Được, chỉ được cái gương kia thôi anh em à. Rồi, 10 viên tức quốc anh em à. Tiếp tục với lại 10 viên này nha. Đấy. Ok, anh em thấy phần thưởng hấp dẫn không? Thế méo nào nó lừa tình lắm anh em à. Cuộc sống không bao giờ như mơ cả. Ok, tiếp tục. Cái này sáng nay không chắc không được cộng lông nào luôn quá. Rồi, thấy tiêu anh em à, thêm tiêu nữa lẩu rồi anh em à.
hai cơ hội, cuối cùng. Ôi giời ơi, cũng khá là may mắn tại vì ạc này là mình chỉ làm clone thôi này mà. Đấy. Bên ạc chính mình thì được hai cái lông khá hấp dẫn. Ngon lành anh em à. Như vậy là anh em có thể thấy được cái tỷ lệ mà ra đồ ở cái lông với lửa ở cái pháo rồi đó. Anh em thấy khá là gắt của kiệu đúng không? Ok anh em. Hiện tại thì ở mấy cái ạc này thì có khá nhiều đồ để mà anh em có thể bán ở cái shop thần bí anh em à. Đấy. Anh em có thể đổi pha lê nè, pha lê không khóa nè anh em à. Anh em có thể ghép cái cánh rồi đổi ở cái tiệm thần bí á. Khá là hấp dẫn luôn. Đó. Bây giờ mấy Athlon này nó có cơ hội để mà nó bán cánh rồi anh em à. Đấy. Thường thường là mấy cái cánh mình ép ra thì mình để mình nâng cấp thôi, đúng không? Nâng cấp cho cái Athlon mà nâng cấp tới full nó thì bắt buộc chúng ta phải bỏ chứ không làm gì anh em à. Đấy. Nhưng mà từ khi bây giờ thì có cái shop thần bí rồi thì đây là cơ hội để mà chúng ta có thể ghép cánh anh em à. Đấy. Chúng ta sẽ ghép cánh nè. Bây giờ mình sẽ vào mình ghép thử nha. Mình ghép thử mấy viên pha lê nè. Nói chung là ghép ra là mình sẽ bán vào cái shop tiệm thần bí thôi anh em à. Khá là ngon lành. Đấy. Ghép chơi chơi rồi anh em. Kệ nó, mấy cái cánh xanh xanh lam kiểu này thì anh em để lại để mà chuyển qua cái hạt chính để mà mình ghép cái win 2 á. Khá là hấp dẫn anh em. Y bài luôn đấy. Ghép cái đã không? Ơi ơi. Hồi nãy cái hạt nhỏ của mình á, hạt nhỏ của mình hơi bị xịn sò anh em à. Đâu ghép một chục viên mà đâu gần như là ba cái win tím này mà. Ba cái win win 1 thôi mà nó tím. Khá là ngon lành luôn. Lên luôn nè. Ok. Thôi kệ bà nó đi. Đấy. Anh em thấy áo tròn đồ các kiểu không? Ghê ghê giờ, ghê giờ. Đấy. Mấy cánh này mình sẽ phi vào cái shop thần cái tiệm thần bí này mà. Đấy. Là sẽ đỡ cho mình một phần để mình không biết cái đường nào để mình tiêu kim cương tím này. Đó. Rồi xong kim cương tím mình chuyển qua cạc chính thôi. Ngon lành canh đào. Ê. Ngon lành anh em à. Ok. Được rồi. Mình sẽ kết thúc video tại đây nha. Anh em nào muốn chơi cái trò chơi hên xui này thì đã có dịp để anh em dứt nó rồi đó. Còn mà lên được hay không á, tùy cái vào cái số phận của anh em nha. Mình thì mình không biết à. Ok. Xin chào và hẹn gặp lại anh em nha.